Ngày 26 tháng 3 là ngày diễn chân ra đời, ngày nghi tân kỳ ra tay góp sân cứu muôn bệnh nhân, là một phát kiến sáng tạo từ cánh hoa sinh tuyệt vời, giữa vườn ngành y thắm tươi muôn màu. Diễn chân điều khiển liệu pháp, người ơi ghi nhớ đến theo đồ hình, phải luôn linh đạo dùng cụ thích nghi theo từng bệnh nhân. Diễn chân điều khiển liệu pháp, không ngừng biến hóa sáng tạo không ngừng, hãy khám phá sinh huyền sẽ thấy bao diệu kỳ nơi Vina Therapy. Ngày 26 tháng 3 là ngày diệt chân ra đời, ngành y tân kỳ ra tay góp sức cứu muôn bệnh nhân, là một phát kiến sáng tạo từ cánh hoa sinh tuyệt vời, giữa vườn ngành y thắm tươi muôn màu. Diễn chân điều khiển liệu pháp, người ơi ghi nhớ biến theo đồ hình, phải luôn linh động dùng cụ thích nghi theo từng bệnh nhân. Diễn chân điều khiển liệu pháp, không ngừng biến hóa sáng tạo không ngừng, hãy khám phá sinh huyền sẽ thấy bao diệu kỳ nơi Vina Therapy. Ngày nhi thắm tươi muôn màu, diễn chân